tuyệt vời. Ăn gì là mình ăn với mì mọi người, mời mọi người nấu mì cùng mình ăn nha. Hôm nay mình ăn với cái này nhiều món, hai ba món này nhiều biết không? Rủ rủ xào, rủ non xào ăn bữa hổm vậy đó. Nhưng có một cái mò, có một cái loại mà giới trẻ rất thích ăn, con nít rất thích ăn, người già cũng hết thích ăn đó, thì dễ tiêu hóa mà. Tiêu hóa dễ thì người cứ sử dụng cho người già ăn, mà người già nào ăn được thì mình đưa cho người già ăn, tại vì cái loại đó thì nó rất dễ tiêu hóa, dễ tiêu hóa, mềm. Tại vì người già thường bị những cái bệnh dạ dày á mọi người, nên mọi người nhớ ăn dụng, nhớ sử dụng. Nếu mà hỏi ba mẹ ông bà thích ăn thì mình mua, nhưng mà mua còn riêng nhiều á, lấy ra để vô hết luôn, để vô mì hết luôn, ăn luôn chẳng không. Rồi thêm một cái thứ này nè mọi người, cái nãy giờ mày nói là xúc xích tươi, tươi rồi tươi á, xúc xích này mua ký rồi, nửa ký vô bọc nửa ký thấy cũng ngon rồi, chục ngàn ký. Em bé mấy đứa trẻ 5-6 tuổi nó phải ăn lắm rồi. Qua wow, okay. Mình cũng phải ăn luôn. Vậy để mình đổ nước sôi vô là ok rồi mọi người. Mình xắt ớt á. Thấy bạn bự không? Ớt bự không? Bự ớt là ớt xịn dầu nó không có cay. Nấu nước đổ vô thôi. Đổ vô. Mình có mềm lên rồi đấy. Đó. Đổ xong để lắp lại là ok mọi người. Nó sao rồi thấy không, mình nấu cua xanh nhưng mà cái đu đủ này nó rất ngon rồi, rất tốt về sức khỏe. Chậm lên thôi, chậm ăn thôi mình. Xin mời mọi người nha, cùng ăn húp với mình mì gói. Điều luôn mọi người, nó đơn giản không, có vị không, chỉ là những cái đồ dư thừa ăn hơn để bỏ cũng ổn rồi. Có nhiều người đâu có ăn đâu mọi người, có nhiều người người ta chưa điều kiện á, ta làm không được, thất nghiệp rồi mưa gió bỏ ngủ rồi đó, đâu ăn được đâu. Mình có ăn ngon rồi. À, mình cho mọi người ăn cái món này nè, cái này mới ngon nè. À, biết gì không? Đó mọi người, người trai ăn chay hay ăn cái này lắm. Dưa đeo muối mọi người, rồi dưa chuột muối, làm dưa muối, đó, chuột làm dưa muối ăn cực kỳ ngon luôn rồi, chín một con kiến luôn, một kiến nó chui vô, chui vô nào không hay luôn. Đó. Dẫn cho mọi người đúng chưa, thấy không, tuyệt vời. Ăn gì là ok đó. Rồi xin mời mọi người nha, ăn thôi. Ngon lên, đồ ăn ngon quá mọi người, ngon quá. Ngon ngọt đó, đủ thấm nó canh rồi ăn ngon. Đúng rồi, cái này đúng rồi. Ăn miếng dừa da muối trộn sẵn mà. Ăn mấy cái này. Tiếp tục.
Ngon quá mọi người. Ăn đi không sao đâu mọi người. Mình ăn mình có cách ăn. Nói chung là dễ ăn, ăn sáng dễ ăn. Nấu bất kỳ cái nào mà nhưng mà mình thích ăn là mình nấu, thích ăn mình nấu, cái nào có dư mình nấu để bổ. Người ta không có ăn mình có ăn mình bỏ mà quá quá phí. Cái này ngon quá. Cắn một cái ngon. Ngon quá. Ai mà thấy thèm vô nó mì ăn nha. Mọi người ăn mì nha. Mì ngon nha mọi người. Ngon hơn cả mì tương đen. Đủ chứ, đủ chất dinh dưỡng luôn, có chất xơ nè. Đủ có nhiều chất lắm đó. Đủ nó ngon, đủ ngon xào. Chút bít heo. Chút tư mà. Bán bịch cái khí nó khí. Chua muối, chua chua mà mặn cay cay. Giảm cay nữa mà. Món mấy đứa nít phải ăn. Xúc xích. Có thể nướng, có thể chiên, có thể làm nhiều thứ, nhiều món. Này nè. Mình cắt nhỏ nhỏ ra đó mà. Ăn với ớt à. Ngon quá. Em mình tủ vô. Nó thấy không? Ngon quá. Không ăn rồi. Đi mốt. Leo quẻ ra muối vô muối ăn. Giòn giòn. Anh vậy chứ mà gói mà ăn với dưa muối nè. Nó hòa quyện nha mọi người. Nó giòn. Nó chua chua rồi. Nó ăn với mì. Nó không ngán. Bên này hấp nước nè, hấp nước. Ngon quá mọi người. Xin lắm lần. Ngon quá. Có mì hay gói ăn được rồi, đừng cái nấu nhiều mọi người. Nó nhiều dư. Dư bổ phí. Quên mà. Quên đó mình có nè. Mình có chén cơm, bỏ vô luôn. Ở giờ quên. Nghĩ cho chắc bụng luôn mà. Vô hàng nó mới đã. Nó mới lo nâu. Lo nâu quá mọi người. Ê dọc đường đói bụng nữa. Đói thời gian nữa. Anh đảm bảo mọi người ngon tới chiều á. Chị năng cử nữa nghỉ luôn. Quá ngon.
thấy không? Tuyệt vời. Thử nghe anh em nào ở nhà nuôi gà nha, thử nha. Nhưng trời mới kể thôi, chứ làm đâu quảnh đâu. Ừ, trời. Mắt luôn. Nhìn cầm rồi. Đã. Chỗ này hôm nay mưa mọi người chắp gốc vài cây nữa. Ăn đủ hoài. Dạ. Ớt xin trâu, nó thấy bản dài không? Ba phê. Ngon lắm mọi người. Chỗ mì gói không có ăn nữa mọi người. Mì gói không có nước chậm nữa. Chỗ bảo thì lục ngập hết rồi, nấu nước thì được đâu mọi người. Đắp nhà ở. Quá ngon. Còn hết rồi, dùng muối luôn. Gam mồ hôi luôn mua. Cái gì dài dễ cảm. Ăn không dễ cảm, người nào bị cảm ăn xong khỏe luôn. Nó cảm nhớ, nhớ ăn ít hơn nha, nóng ít. Ăn nhiều rồi, hay rối rồi. Hay rồi, chứ chúng ta mình hãy bưng hấp ngay vào rồi. Hấp rồi, bưng hấp cá chèn mọi người. Mình dắt dắt vào cái cơm. Nó ăn cơm đổ, ăn cơm mà chờ lại là dội mọi người. Nó xuống địa ngục ăn dội hết. Mọi người nên mới dắt cơm ơi. Cơm sạch hết mọi người. Rồi bye bye mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip ăn mì của mình nha. Tạm biệt mọi người. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình khi chưa đăng ký. Nhớ like, nhớ bình luận, comment nha mọi người. Bye bye mọi người.